Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Gương sáng đức tin. Từ bỏ Đảng Dân Chủ và mọi chức vụ để phản đối lập trường phò phá thai. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhà thần học Công giáo Charles Camusi đã từ chức khỏi Hội đồng Dân Chủ vì đời sống Hoa Kỳ, viết tắt là DFLA, vì cho rằng lập trường ủng hộ phá thai quá khích của Đảng Dân Chủ khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi đảng này. Ông Charles Camusi cho biết như trên trong một bài báo đăng trên tờ New York Post hôm 6 tháng 2 vừa qua. Ngày nay, bất cứ điều gì, thậm chí chỉ cần ám chỉ rằng phá thai là không tốt, đều được coi là vi phạm lập trường chính thống của đảng. Ông Camusi viết, việc ứng cử viên Tổng thống Pete Buttigieg từ chối hạn chế phá thai tại bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ, đối với Camusi là giọt nước tràn ly, vượt quá tâm lý có thể chịu đựng được của ông. Ông Camusi khẳng định rằng, nếu Đảng Dân Chủ sẵn sàng theo đuổi đến cùng, một vấn đề gay go nhất trong thời đại chúng ta với một quan điểm mà chỉ 13% dân số ủng hộ, thì đã đến lúc nói không với họ. Theo một cuộc thăm dò của Viện Gallup, vào năm 2018, chỉ có 13% người Mỹ tin rằng phá thai nên được hợp pháp hóa trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Ông Camusi là một giáo sư thần học luân lý tại Đại học Fordham và đã phục vụ trong Hội đồng Dân Chủ vì đời sống Hoa Kỳ từ năm 2014. Tại một hội nghị của DFLA vào năm 2018, Camusi đã cảnh báo chống lại những diễn dịch sai lầm về các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco để biện minh cho việc phá thai và khẳng định rằng giáo huấn chống phá thai và lên án nền văn hóa vứt bỏ của Đức Francisco là nhất quán và phù hợp với truyền thống của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, vào tháng 11 vừa qua, Camusi đã gọi quan điểm của Đảng Dân Chủ về phá thai là cực đoan đến mức tối đa. Ông cho biết nhiều người gia nhập Đảng Dân Chủ là những người có niềm tin tôn giáo. Họ đã gia nhập đảng vì các chính sách kinh tế hoặc các chính sách gia đình khác. Những đảng viên này là những người thường minh định mình là người phò sinh hay ít nhất cũng là những người hoài nghi về phá thai. Và trên thực tế, tiếng nói của họ bị đàn áp bởi quan điểm cực đoan của Đảng Dân Chủ, ông nói. Camusi đã viết vào hôm thứ Năm rằng ông ủng hộ nhiều chính sách của Đảng Dân Chủ như nghỉ phép vì lý do gia đình có trả lương, hỗ trợ chăm sóc trẻ em, quyền công đoàn lao động, đạo luật chăm sóc, giá cả phải chăng, chống biến đổi khí hậu và chấp nhận người tị nạn và người nhập cư. Tuy nhiên, đảng đã không cho tôi lựa chọn nào khác, ngoài việc bỏ đi vì lập trường hỗ trợ cho phá thai của họ. Ông đã trích dẫn một cuộc họp năm 2017 giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ Tom Perez và DFLA, trong đó lãnh đạo đảng đã không lắng nghe ý kiến của chúng tôi một cách nghiêm túc. Khi chúng tôi trình bày cho ông ta thấy rằng các ứng viên có lập trường phò sinh của Đảng Dân Chủ sẽ đánh bại những người Cộng Hòa ở một số khu vực bầu cử nhất định, ông ta gạt ngang và nói đó không phải là vấn đề đáng quan tâm. Ngay cả khi chúng tôi kêu gọi các chính sách cung cấp nhiều lựa chọn sinh sản hơn cho những phụ nữ mang thai gặp khó khăn thông qua các dịch vụ như chăm sóc y tế miễn phí cho các thai phụ, các nhà lãnh đạo đảng đã phớt lờ chúng tôi. Camusi cho biết ông không có ý định gia nhập Đảng Cộng Hòa vì các giá trị rộng lớn hơn của ông. Thay vào đó, ông sẽ tham gia Đảng Đoàn Kết Hoa Kỳ với chủ trương hỗ trợ phụ nữ, bảo vệ trẻ em trước khi sinh và đoàn kết người lao động và người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Đảng Dân Chủ đã tỏ ra cực đoan hơn đối với phá thai trong những năm gần đây.
bất kể thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, Đại hội Đảng năm 2016 đã tuyên bố niềm tin không lay chuyển. Đối với quan điểm ủng hộ phá thai an toàn và hợp pháp đối với tất cả phụ nữ và ủng hộ việc dùng tiền đóng thuế của dân tài trợ cho các dịch vụ phá thai. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ trong năm 2020 đều kêu gọi tái lập việc dùng tiền đóng thuế của dân tài trợ cho các dịch vụ phá thai. Một số ứng cử viên chẳng hạn như Buttigieg, Andrew Yang và các thượng nghị sĩ như Bernie Sanders và Elizabeth Warren nói rằng phá thai tại bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ nên tùy thuộc vào người mẹ và chính phủ không nên giới hạn sự lựa chọn đó. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.